Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam ván cờ thí của các cường quốc trên thế giới. 45 năm sau khi Sài Gòn thất thủ, những nhân vật từng đóng một vai trò trong giai đoạn dẫn tới biến cố lịch sử này ngày càng thưa dần. Trong những nhân vật chứng kiến lịch sử hiếm hoi còn lại có ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Thông tin, Dân vận và Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nhã, cựu bí thư và tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhìn lại biến cố lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 30 tháng 4 là một tổng hợp của rất nhiều yếu tố đã được cấu kết và thi hành từ bao năm trước khi người Mỹ muốn ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam. Không phải do họ thiếu năng lực, mà vì lúc đó họ đổi đường hướng, muốn có những sự dàn xếp ở cấp cao với Trung Quốc, với Nga trên cục diện địa chính trị. Ông Hoàng Đức Nhã đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa tại hội thảo của Trường Đại học Aragon vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Ông nói khi quân đội Bắc Việt tràn vào chiếm miền Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa không còn súng đạn, mặc dù trước đó 2 năm, chính phủ miền Nam đã ký hiệp định dựa trên lời hứa của Tổng thống Nixon, cam kết sẽ giúp Việt Nam Cộng Hòa tồn tại và sẽ cung cấp vũ khí cho miền Nam theo phương thức thay một đổi một nếu phía Bắc Việt Nam vi phạm hiệp định. Thế nhưng người Mỹ đã không giữ lời hứa, dẫn tới tình trạng miền Nam không còn đủ phương tiện để chiến đấu. Hiệp định mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã vạn bất đắc dĩ ký dưới áp lực của Mỹ vào tháng Giêng năm 1973 là một bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam. Ông Hoàng Đức Nhã nói, 2 năm trước đó người Mỹ đã có ý định rút khỏi Việt Nam vì Mỹ muốn mang tù binh về để ông Nixon có thể chứng tỏ với dân là ông đã giữ lời hứa và đưa con em người Mỹ trở về nước. Cựu bí thư của Tổng thống Thiệu nói điều vô cùng đáng tiếc là 30 tháng 4 đã xảy ra trong bối cảnh miền Nam đang đạt được nhiều điều tiến bộ. Lúc đó quân lực của mình đã bắt đầu mạnh, trong nước gồm máy hành chính đã bắt đầu làm việc đúng mức. Theo tôi nghĩ, Cộng sản họ thấy nếu để miền Nam có thì giờ thì ngày đó sẽ càng mạnh. Lúc đó mình đã bắt đầu có dầu lửa, lúc đó sẽ sắp sửa sản xuất và xuất khẩu gạo trở lại. Tất cả những yếu tố đó để phát triển, xây dựng đất nước đã có. Nước Mỹ lúc bây giờ phải đối phó với những vấn đề nội bộ đang làm lung lay chiếc ghế của Tổng thống Mỹ Nixon. Liệu vụ tai tiếng Watergate có ảnh hưởng tới quyết định của người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam hay không? Đây cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh người dân miền Nam tranh giành phía sau chiếc máy bay trực thăng Chinook của quân đội Mỹ khi hạ cánh trên quốc lộ 1 tại Xuân Lộc vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Ông Hoàng Đức Nhã nói vụ Watergate ảnh hưởng tới sự khẩn trương trong chính trị nội bộ của Mỹ, ảnh hưởng dây chuyền tới miền Nam và việc Mỹ giữ cam kết hay không vì ông Nixon lúc đó hoàn toàn phải đối phó với vụ Watergate. Ông giải thích tiếp, lúc đó Quốc hội Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát rồi, hai viện thì họ thấy cơ hội để dí ông Tổng thống Nixon và họ lựa vấn đề Watergate mà tiếp tục tấn công. Ngày mà tối cao pháp viện buộc ông Nixon phải giao cuộn băng đó là ngày chính tôi thấy rõ thế nào miền Nam cũng phải chịu ảnh hưởng của chuyện này. Viết về ông Hoàng Đức Nhã, báo New York Times mô tả ông là người đàn ông quyền lực nhất tại miền Nam, chỉ đứng sau Tổng thống Thiệu. Tờ báo nói ông Nhã cùng với đóng vai của ba nhân vật quan trọng trong chính phủ Mỹ đương thời như cố vấn Tổng thống Kissinger, tham vụ báo chí Ron Spiegel và một người bạn tín cận của ông Nixon. Ông Nhã là em họ của Tổng thống Thiệu, nhưng ông nói ông được ông Thiệu tin tưởng không phải vì có quan hệ bà con mà là nhờ ông hiểu người Mỹ và biết phân tích tình hình. Tôi đã đi học từ nhỏ, tôi biết tính của người Mỹ, khi họ áp dụng cái gì mà thấy con đường đó không trúng là họ bỏ đi, không tình cảm gì hết, mặc dù họ đã bỏ cả tỷ đô la ra đầu tư, không ăn thua gì cả. Tổng thống Thiệu là một ông trung tướng, tướng là phải nghe theo hết những phân tích đầy đủ rồi mới có quyết định. Tôi làm việc với ông ấy, được ông ấy tín nhiệm ngay cả về các vấn đề không thuộc phạm vi của tôi. Là bí thư, tôi đâu có ăn thua gì về ngoại giao, nhưng mà tôi phân tích được, đó là lý do tại sao tôi làm lúc 3 công việc mà tờ báo New York Times đã nhắc đến. Ông Hoàng Đức Nhã đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Hoàng Đức Nhã, tham vụ báo chí và cố vấn của Tổng thống Thiệu, bắt tay đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn khi đó ông Bunker. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1972, trước cuộc họp của Tổng thống Thiệu và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger. Tiến sĩ Kissinger, Cố vấn An ninh của Tổng thống Nixon là một người đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc thương lượng dẫn tới Hiệp định Paris. Với các hoạt động ngoại giao, con thoi mang tính thực dụng, ông Kissinger thúc đẩy Mỹ mở cửa với Trung Quốc, làm thay đổi trật tự thế giới với những hệ quả còn kéo dài cho tới ngày nay. Có người tin rằng ông Kissinger phải chịu trách nhiệm lớn về kết thúc của cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
bí thư của Tổng thống Thiệu nhận định tiếp như sau. Đồng ý chính ông ấy là người thương thuyết một hiệp định rất là tai hại, ép buộc mình không nghe, không chú ý, không quan tâm đến những ước vọng của miền Nam. Ông ấy chỉ thực thi những gì mà ông cho là chúng, mà chưa chắc gì ông Nixon đồng ý với ông ta, nhưng mà vì ông Nixon bị vấn đề Watergate chi phối, ông không có thời giờ nghĩ tới. Ông Kissinger đã nói ok, để tôi ký cái hiệp định, rồi là anh hùng, tôi đem được tù binh của Mỹ về rồi, chấm dứt luôn. Là người trực tiếp đối đầu với ông Kissinger để đòi các điều kiện tốt hơn cho miền Nam, ông Hoàng Đức Nhã bị coi là một cái gai trước mắt khi ông Kissinger sang Việt Nam hối thúc Tổng thống Thiệu chấp nhận giải pháp chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở lại Việt Nam mà ông ta đã điều đình với Hà Nội trong các cuộc đàm phán đi đêm với ông Lê Đức Thọ. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Kissinger mô tả ông Hoàng Đức Nhã là cao ngạo, bướng bỉnh, khó ưa và dùng những từ ngữ nặng nề khác để nói ông Hoàng Đức Nhã. Ông Nhã đã nói như vậy. Và ông Hoàng Đức Nhã kể tiếp như sau. Thực ra ông Kissinger không thích tôi là bởi vì tôi đi guốc trong bụng ông. Ông là giáo sư danh tiếng mà ông ấy thấy cái thằng nhóc con này mà tại sao nó dám chỉnh ông. Đây là hình ảnh sau ngày giải phóng miền Nam, hình thành một con tàu vượt biên của người dân miền Nam vào ngày 28 tháng 12 năm 1978. Trong hồi ký, ông Kissinger phản bác chỉ trích của ông Nhã cho rằng người Mỹ chỉ mặc cả để có một thời gian đủ lâu để Mỹ có thể thoái lưu trong danh dự. Chính cái điều đó đã làm cho ông Kissinger và phía Mỹ ghét tôi. Tôi là người biết phân tích tình hình. Hồi đó tôi dùng danh từ một thời gian thỏa đáng vì những tin tức sau khi ông Kissinger đi Bắc Kinh, rồi Tổng thống Nixon đi Bắc Kinh dàn xếp với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông. Mình là một ván cờ, họ thí để họ đi một ván cờ khác. Cộng hòa miền Nam Việt Nam giờ đây đã trở thành lịch sử, mà lịch sử thường nằm trong tay của bên thắng cuộc. Ông Nhã phải nói tiếp, ai viết lịch sử, người thắng cuộc thì viết theo họ nói là người miền Nam không chịu bảo vệ lãnh thổ. Chuyện đó là chuyện sai lầm. Giải thích là người đồng minh không giữ lời cam kết với miền Nam đưa đến ngày nay 30 tháng 4. Ông Hoàng Đức Nhã rời Sài Gòn vào ngày 28 tháng 4 năm 1975 giữa lúc thành phố Sài Gòn đang bị dội bom. Ông nghĩ gì khi ngoái nhìn quê hương lần cuối từ trên máy bay đưa ông ra nước ngoài sống lưu vong? Câu hỏi này được đặt ra. Lúc mà máy bay cất cánh, tôi thấy mấy quả pháo rơi vào phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc đó tôi rất là buồn, không biết ngày nào trở về. Khi tới Guam, nghe ông Dương Văn Minh đầu hàng, buồn vô tận. Bây giờ thì mình nói rằng, thôi, con cái của mình lớn lên, không được cái cơ hội cuộc sống như mình đã sống, không được đi những nơi, ăn những món. Thành ra, lúc đó rất là buồn. Và lịch sử cũng đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia. Ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Đó là lời tâm sự của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đăng trên tuần báo quốc tế số ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2005. Đây là hình ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó. Vì thế một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là làm sao để không còn những nhà lãnh đạo phải trưởng thành từ chiến tranh như chúng tôi nữa. Chiến tranh đã qua cách đây 30 năm. Chúng tôi đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ kế tiếp. Nói như thế có nghĩa là tôi mong chiến tranh thật sự phải thuộc về quá khứ. Một quá khứ mà chúng ta mong muốn khép lại. Và hòa hiếu, khoan dung là những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Người Việt Nam thường chỉ kháng chiến khi có kẻ thù từ bên ngoài. Sau 30 năm qua, tôi nghĩ mọi người Việt Nam chúng ta, cả đôi bên đều nhận thấy khi không còn sự can thiệp từ bên ngoài nữa, chúng ta có thể trở về với nhau, cùng nhau xây dựng. Và Việt Nam sẽ thêm phát triển khi mọi người Việt Nam dù ở đâu đều có ở trong cộng đồng hòa hợp. Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình, người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia. Ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc. Ông Kiệt đã nói như vậy. Và phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi với ông Võ Văn Kiệt như sau. Thưa ông, để có được vết thương này phải có sự tham gia của nhiều người Việt thì nó mới có thể lành được phải không? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh, bức ảnh hiếm của hai người lính từ hai phía chiến tuyến. Một ông bên bộ đội Cụ Hồ và một người lính Việt Nam Cộng Hòa trong sắc phục quân đội. Đấy là một vấn đề lớn. Chúng ta đang nắm quyền lãnh đạo đất nước. Muốn để mọi người Việt Nam cùng chung tay hàn gắn, chung tay xây dựng thì chúng ta phải thực tâm, khoan dung và hòa hợp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đồng chí Lê Duẩn vào Sài Gòn vừa xuống thang máy bay
đồng chí nắm tay đưa lên cao, giọng đầy cảm xúc và nói như sau: đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai. Sau 30 năm tôi thấy không phải dễ dàng làm được, như mọi người Việt Nam cảm nhận được điều đó. Và Hồ Chủ tịch từng trong thời gian khi chiến tranh chấm dứt, hòa bình lập lại, sẽ đi thăm các nước để cảm ơn bạn bè quốc tế. Ông cũng mong muốn như vậy. Sau năm 1975, ông Lê Duẩn và ông Phạm Văn Đồng đã thay mặt ông Hồ Chí Minh làm việc này, đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và cảm ơn việc làm phù hợp với đạo lý truyền thống của Việt Nam. Nhưng về đối nội, theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận công lao, sự nghiệp và đóng góp to lớn của các tầng lớp người Việt yêu nước, từng sống trong lòng chế độ cũ hiện nay, trong nước hay ở bên ngoài. Bản thân tôi cùng với anh em được giao tiếp quản Sài Gòn vào năm 1975. Một Sài Gòn nguyên vẹn sau một cuộc chiến tranh như vậy, tôi nghĩ không thể không nói đến vai trò của nội các Dương Văn Minh và các lực lượng chính trị đối lập với Mỹ, Thiệu, có quan hệ với chính phủ Dương Văn Minh lúc bấy giờ. Đại tướng Dương Văn Minh nhậm chức vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, ngày mà một nhà quân sự như ông có thể đoán được sự thất thủ của Sài Gòn. Nếu ông Minh để cho các tướng dưới quyền của ông tử thủ, chúng ta vẫn chiến thắng, nhưng Sài Gòn khó mà nguyên vẹn và còn biết bao sinh mạng và tài sản của người dân của mình nữa. Tôi và Thành ủy Doanh Mai Chí Thọ phụ trách vào sáng 30 tháng 4 khi nghe tin ông Dương Văn Minh kêu gọi binh lính buông súng để chờ bàn giao chính quyền cách mạng, đã thở phào nhẹ nhõm. Phải ở chiến trường vào đúng thời phút ấy mới cảm nhận được tầm quan trọng của quyết định này. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam ván cờ thí của các cường quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de